Kính chào cộng đoàn đến với chương trình cùng nhau học hỏi giáo lý của Tổng giáo phận Hà Nội trong năm đức tin. Kính thưa cộng đoàn, trong bài giáo lý tuần trước, cộng đoàn chúng ta đã tìm hiểu về tội lỗi đầu tiên mà nguyên tổ chúng ta đã phạm. Nguyên tổ loài người là ông A-rong và bà E-va đã nghe theo lời xúi dục của ma quỷ, đứng lên bất tuân phục với Thiên Chúa. Hậu quả của việc làm này khiến con người phải xa rời Thiên Chúa, phải nô lệ cho tội lỗi và phải chết. Đặc biệt, tội mà nguyên tổ đã phạm trở thành một tội truyền sinh, hữu truyền cho toàn thể nhân loại. Trong bài giáo lý tuần này, kính mời cộng đoàn cùng nhau tìm hiểu về tội mà nguyên tổ đã truyền lại là gì và những hậu quả khác do tội đó gây ra là gì qua hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tội tổ tông truyền là gì? Câu hỏi thứ hai, những hậu quả khác do tội nguyên tổ gây nên là gì? Kính mời cộng đoàn đến với câu hỏi thứ nhất, tội tổ tông truyền là gì? Hình ảnh một dòng nước chảy khởi đi từ thượng nguồn, dẫn nước đến với những nhánh nhỏ để nuôi dưỡng cho những cây lúa, quả thực đã rất thân quen với người Việt Nam chúng ta. Bình thường dòng nước đó rất quan trọng, bởi nó mang lại lợi ích rất lớn lao cho những nơi mà nó chảy đến. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm khi trên thượng nguồn dòng nước đã bị nhiễm khuẩn. Nó sẽ khiến cho cả dòng nước không còn nguyên được sự trong lành. Những nơi mà dòng nước chảy đến sẽ phải chịu nhiễm khuẩn bởi thượng nguồn. Tương tự như vậy, tội tổ tông truyền cũng được ví như dòng nước chảy khởi đi từ thượng nguồn, là nguyên tổ của loài người đến với những nhánh nhỏ, là những dòng dõi được sinh ra. Khi ông bà A-rong phạm tội, tội lỗi đã nhập vào thế gian, ông bà đã trở nên nô lệ cho tội lỗi. Những sự tốt lành, thánh thiện của Thiên Chúa không còn được nguyên vẹn nơi ông bà. Dòng suối tình yêu của Thiên Chúa đến với con người đã bị tội lỗi cắt ngang dòng chảy. Chính nguyên tổ loài người đã đánh mất đặc ân vì tội mình, thì nhân loại sinh ra từ Adam và Eva sẽ không còn được ở trong tình nghĩa hòa hợp với Thiên Chúa. Nguyên tội mà chúng ta mang chính là tình trạng thiếu vắng ơn thánh, thiếu đi sự công chính ngay từ nguyên thủy. Tội tổ tông truyền mà chúng ta mang trong mình là bị vướng mắc chứ không phải do chúng ta vấp phạm. Tội được truyền lại cho con cháu không phải do bắt chước, nhưng là qua truyền sinh. Trong thư gửi cho tín hữu Roma chương 5 câu 12, Thánh Phaolô đã hướng dẫn cho các tín hữu hiểu về tội tổ tông truyền. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi đã gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Kính thưa cộng đoàn, nguyên tổ loài người đã lạm dụng tự do, không chấp nhận thân phận thụ tạo của mình mà muốn trở nên ngang hàng với Thiên Chúa. Tội lỗi đầu tiên này đã lôi kéo muôn vàn tội lỗi của mọi người qua các thời đại. Tội nguyên tổ còn gây nên những hậu quả nào? Xin kính mời cộng đoàn cùng tìm hiểu. Câu hỏi thứ hai, những hậu quả khác do tội nguyên tổ gây nên là gì? Theo trình thuật của sách Sáng Thế, chúng ta được biết sau khi sa ngã, ông bà nguyên tổ mất quân bình khi thấy mình trần truồng, không dám đối diện gặp gỡ Thiên Chúa. Một khoảng cách đã được thiết lập
làm cho con người phải trốn chạy Thiên Chúa. Tương quan giữa hai người không còn được bình đẳng, hòa hợp như trước. Đất đai đã chống lại con người, và con người lúc này phải vất vả cực nhọc mới chinh phục được thiên nhiên. Cuối cùng, con người phải trở về với cát bụi. Hậu quả đầu tiên của tội nguyên tổ là mất tình nghĩa với Thiên Chúa, mất đi ân sủng của sự thánh thiện nguyên thủy mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con người. Mọi người sinh ra đã ở trong tình trạng mất ơn thánh thiện và công chính ban đầu, cho nên bản tính con người đã bị tổn thương, suy yếu và luôn hướng về điều xấu. Khi làm mất đi sự hòa hợp với Thiên Chúa, con người phải chịu sự chia rẽ, bị xáo trộn nơi chính bản thân và xung khắc với vạn vật. Mặc dù bản tính con người không hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng bị thương tật trong các sức lực tự nhiên của mình. Con người phải chịu sự u mê, đau khổ, và hậu quả bi đát nhất là con người phải chết. Từ đây sự chết đã đến với con người, thống trị trên con người. Bất cứ ai là người thì đều phải đón nhận cái chết. Tội nguyên tổ đã đưa con người vào tình trạng thất sủng. Vì vậy bản tính con người luôn bị nghiêng về tội lỗi, mất kiểm soát nơi bản thân mình. Kính thưa cộng đoàn, tội lỗi của nguyên tổ sẽ được ơn cứu độ của Chúa Kitô cứu thoát qua cái chết của Ngài, đặc biệt được ban qua bí tích thanh tẩy. Chúng ta sẽ được xóa sạch tội lỗi bằng chính máu của Ngài đã đổ ra. Ơn của bí tích sẽ đưa chúng ta vào trong ơn nghĩa thân tình với Chúa. Tuy nhiên, tính suy yếu và nghiêng chiều về sự ác vẫn tồn tại nơi bản tính của con người. Như vậy, con người luôn luôn phải sẵn sàng chiến đấu mỗi ngày để vượt thắng tội lỗi. Để khép lại bài giáo lý tuần này, giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe ca khúc Adam Con Ở Đâu do các ca sĩ Diệu Hiền, Trần Ngọc và Trung Đông trình bày. Adam, con đang ở đâu? Eva, con đang ở đâu? Tại sao con không nghe tiếng ta? Tại sao con không nghe tiếng ta? Vâng, con đã nghe lời Chúa. Vâng, con đã nghe tiếng Chúa. Nhưng vì con bội thề nên không dám ra trước nhan Ngài. Adam, con đang ở đâu? Eva, sao con lặng im? Chiều nay con không ra đón ta, cùng nhau ta phiêu du khắp nơi. Vâng, con đã nghe lời Chúa. Vâng, con đã nghe tiếng Chúa. Nhưng vì con bội thề nên không dám ra trước nhan Ngài. Ta đã thương tạo dựng nên con, ta đã ban cho con ngàn phúc lộc. Sao con lại nghi ngờ tình thương ấy? Sao con lại chối từ muôn phúc ơn? Ta dắt con vào vườn thiên thu, trong gió êm lời ta thì thầm. Ta yêu con có biết chăng, nhưng sao con chối bỏ tình ta?